Và thưa quý vị, ngay bây giờ đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi vì nhiều chàng trai đẹp đang chuẩn bị xuất hiện từ đó. Xin mời. Đầu tiên xin được chào đón Ngọc Anh. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm được con ông. Cuối cùng là Hải Đoàn. Họ là những chàng trai của người ấy là ai? Mùa Ba. Wow, wow, wow. How you think about the man tonight? I think I can tell which one is purple already, I think. Okay, em gái ơi. Dạ. Hôm nay menu có vừa miệng em không? Nhìn thực đơn món nào cũng muốn ăn hết anh. À, rồi, đất ơi, con nhỏ đang đói bụng chứ. Okay. Giang. Dạ. Sao, em có muốn thử món nào không? Dạ không, em thì không muốn ăn tại vì bà anh cũng biết là chị giống em đó, mình không có tranh giành, em hiểu không? À. Không có tranh giành bao giờ, bởi bữa vì nay là... em bị bao tử hả? Không có. Tại vì qua hai mùa đó thì mọi người cũng biết rồi, em rất là vì các cô gái ở đây, không có phải nói nó là thiệt là như vậy. Dạ. Chỉ chọn cho em thôi. Chứ em nói gì mà nó ráng chân thành tí được không? Bảo anh, ai gu em không? Ok, là có rồi đúng không? Cái này là món ngon là dọn sẵn rồi đó, nhưng mà không có việc gì phải vội em nha. Chị là chị em... thấy em là hơi vội rồi đó. Còn Huyền Thoại ơi, em phải nhớ nha. Dạ. Hôm nay lỡ cơm không ngọt, canh không lành, thì em cũng ngó bên tay trái của em, cũng có một gã đàn ông áo đen, vest đen đang có thể chờ em đến cử, tại cũng khá lâu rồi hắn không có được yêu em nha. Dạ, thưa các anh chị, theo tin mà tôi mới được NASA báo xuống, năm chàng trai này hiện nay đều đang sở hữu những khối tài sản kết xù. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.